Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mũ len nam với cái họa tiết vận thần giống như thế này. Ở đây mình sẽ dùng sợi canxi và kim móc mình sử dụng là kim móc số 3 dành cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Trước tiên các bạn móc cho mình 11 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tám, chín, mười, mười một. Chúng ta đã có được 11 mũi móc xích rồi. Ở cái hàng móc đầu tiên, các bạn bỏ chân thứ nhất đi, móc từ chân móc thứ hai lần lượt 10 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mỗi thứ bảy, mỗi thứ tám, thứ chín, thứ mười. Chúng ta đã xong hàng móc thứ nhất. Từ hàng móc thứ hai, các bạn cũng móc một bính, sau đó là 10 mũi móc đơn. Nhưng chúng ta sẽ móc vào cái sợi dây móc ở bên ngoài. Các bạn không móc vô hai sợi dây. Chúng ta sẽ luồn kim móc ra phía ngoài này, móc mũi đơn thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Chúng ta đã xong hàng móc thứ hai. Tiếp tục hàng móc thứ ba, cũng là một bính. Sau đó quay ngược lại, móc vô cái dây móc ở phía ngoài 10 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mũi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mũi thứ tám, thứ chín, thứ mười. Chúng ta đã xong hàng thứ ba. Tiếp tục, các bạn sẽ móc tiếp hàng móc thứ tư đến 88 giống như thế. Sau khi đã có được 88 hàng móc, các bạn sẽ nối hai cái đầu dây lại. Chúng ta sẽ dùng mũi dời hoặc là kim mai len để nối. Ở đây mình sẽ móc một bính, sau đó chúng ta sẽ móc 10 mũi dời.
Mỗi thứ nhất. Mỗi thứ hai. Mỗi thứ ba. Mỗi thứ tư. Thứ năm. Mỗi thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Mỗi thứ chín. Sau cùng, mỗi thứ mười. Chúng ta đã vừa nói được hai cái đầu dây tạo thành cái vòng tròn. Chúng ta đã vừa có được cái phần cái viền mũ ở phía dưới. Tiếp tục, các bạn sẽ móc tiếp đến cái phần cái thân mũ ở bên trên. Ở cái hàng đầu tiên của cái thân mũ, các bạn sẽ dùng cái chỉ màu trắng. Chúng ta sẽ móc cho mình một bính và 87 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. 87 mũi móc đơn này nó sẽ tương đương với 87 cái hàng móc lúc nãy. Và một bính đầu tiên nó cũng sẽ tương đương với một cái hàng móc. Vì vậy, lúc nãy chúng ta móc tất cả là 88 hàng móc. Các bạn sẽ móc cứ mỗi một chân móc là một mũi móc đơn cho mình. Chúng ta sẽ móc tất cả là 87 mũi đơn. Sau khi đã móc xong 87 mũi móc đơn, chúng ta móc một mũi dời vô chỗ cái bính đầu tiên để kết thúc cái hàng thứ nhất. Sau đó các bạn cắt bỏ cái chỉ trắng đi. Chúng ta sẽ đổi chỉ. Mình sẽ móc tiếp cái hàng thứ hai, nó sẽ là chỉ màu xanh. Ở hàng móc thứ hai, chúng ta sẽ móc là mũi móc kép. Chúng ta sẽ móc cho mình 3 bính. Sau đó là 87 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Mỗi thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Thứ chín. Mỗi thứ 10. Các bạn móc lần lượt đến mũi sau cùng, mũi thứ 87,
Sau khi đã có được 87 mũi móc kép, chúng ta móc 1 mũi dời để kết thúc hàng thứ hai. Tiếp tục hàng thứ ba, các bạn móc 3 bình, sau đó là 4 kép vào 4 chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Sau đó, các bạn sẽ để ý 4 kép ở trên, chúng ta sẽ tương đương với 4 kép ở cái hàng dưới. Các bạn bỏ 4 cái chân này ra. Chúng ta sẽ chừa ra. Các bạn bỏ tiếp 3 cái chân tiếp theo. Các bạn móc vô đây 1 mũi ngoặc trước kép 3. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, sau đó chúng ta lùi lại móc tiếp 3 mũi ở vị trí 1, 2, 3. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, tiếp tục mũi thứ ba, chúng ta có được cái ô hoa văn đầu tiên. Tiếp tục là 5 kép vào 5 chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ô thứ hai cũng là 6 mũi hoặc trước kép 3. Chúng ta bỏ 5 cái mũi kép này đi. Các bạn bỏ tiếp 3 cái kép kế bên nữa. Chúng ta móc mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tiếp tục các bạn lùi lại móc tiếp 3 mũi ở vị trí 1, 2, 3. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, tiếp tục là 5 kép vào 5 chân. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta có ô thứ hai, ô thứ ba cũng sẽ giống như ô thứ hai. Trước hết là chúng ta sẽ chừa ra 5 kép đầu tiên. Tiếp tục các bạn sẽ chừa tiếp 3 cái mũi kép tiếp theo. Chúng ta sẽ móc vào đây mũi ngoặc trước thứ nhất, mũi thứ hai,
Mỗi thứ ba. Sau đó các bạn lùi lại móc tiếp 3 mũi còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Tiếp tục là 5 kép vào 5 chân. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Mũi thứ tư. Thứ năm. Tương tự, các bạn sẽ móc cho hết hàng thứ ba cho mình. Sau khi đã móc xong cái ô sau cùng của hàng thứ ba với 6 mũi mặt trước rồi, các bạn móc 1 mũi dời để kết thúc cái hàng thứ ba. Tiếp tục, hàng thứ tư, chúng ta cũng sẽ móc trước tiên là 3 bình. Sau đó là 4 kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Mũi thứ ba. Thứ tư. Ở đây các bạn móc cho mình 6 mũi ngoặc trước kép thường. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Chúng ta có được cái ô đầu tiên. Sau đó tiếp tục ô thứ hai, cũng là 5 kép. Mỗi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Tiếp tục là 6 mũi ngoặc trước. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Tương tự, chúng ta sẽ móc cho hết cái hàng móc thứ tư này cho mình. Sau khi đã móc xong 6 mũi ngoặc trước sau cùng, các bạn móc 1 mũi dời để kết thúc hàng thứ tư. Hàng thứ năm, trước hết cũng là 3 bính, sau đó là 4 kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Sau đó các bạn cũng móc tiếp 6 mũi ngoặc trước vô cái ô kế bên. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Chúng ta có xong cái ô đầu tiên. Tiếp tục ô thứ hai, trước hết cũng là 5 kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai.
Thứ tư. Thứ năm. Tiếp tục là 6 mũi ngoặc trước. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Tương tự, chúng ta móc cho hết hàng thứ năm cho mình. Sau khi móc xong ô sau cùng của hàng thứ năm, chúng ta móc một mũi dời để kết thúc. Ở hàng móc thứ sáu, các bạn sẽ móc giống như hàng móc thứ ba. Trước hết cũng là 3 bính, sau đó là 4 kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Tiếp tục. Ở đây sẽ là 6 mũi ngoặc trước kép 3. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Các bạn móc lùi lại 3 mũi còn lại. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Tiếp tục là 5 kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Chúng ta có cái ô đầu tiên. Ô thứ hai. Các bạn cũng sẽ móc 6 mũi ngoặc trước. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Các bạn lùi lại, móc tiếp 3 mũi còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Tiếp tục là 5 kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Các bạn móc cho hết cái hàng thứ sáu cho mình. Sau khi móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ sáu, các bạn móc một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ sáu. Chúng ta sẽ lặp lại cái hàng móc 4, 5, 6 cho mình.
cái phần cái thân nón ở bên trên mình móc có chiều dài là 14 cm, 14.5. Các bạn sẽ móc tiếp hai cái hàng móc cuối cùng. Ở cái hàng móc thứ nhất này, chúng ta móc 3 bính. Sau đó là 87 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Các bạn móc lần lượt cho hết cái hàng móc này với 87 mũi móc kép. Sau khi đã có được 87 mũi móc kép rồi, chúng ta móc 1 mũi dời để kết thúc. Tiếp tục hàng thứ hai là 3 bính. 1 kép. Tiếp tục là 2 kép chụm đầu. Ở cái hàng móc này, các bạn sẽ móc là cứ là 1 mũi móc kép, rồi xong sẽ đến 2 kép chụm đầu. Chúng ta sẽ móc lần lượt cho hết cái hàng móc này. Các bạn móc cho hết cái hàng móc này. Sau khi đã móc xong cái mũi sau cùng của cái hàng thứ hai rồi, chúng ta móc 1 mũi dời để kết thúc. Chúng ta cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Các bạn chừa cho mình một đoạn chỉ dài. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim mai len. Các bạn kết để rút cái phần chớp ở bên trên. Chúng ta sẽ rút chặt cái phần chớp nón lại. Ở đây, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chùm bông để chúng ta sẽ kết ở bên trên. Cái chùm bông thì mình đã hướng dẫn cách làm ở các clip trước rồi, nên ở đây mình sẽ không nhắc lại nữa. Hoặc là chúng ta có thể mua những cái chùm bông có sẵn để kết vô.
các bạn sẽ kết cái chùm bông vô đây. Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn tất. Các bạn có thể dùng cái hoa văn này để móc khăn len, áo len hoặc là cái mền len đều được. Nếu như các bạn có gì thắc mắc hoặc là muốn móc mẫu nào, vui lòng comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn sớm nhất có thể.